Xin chào anh em đã quay trở lại với TNC Channel. Chúng ta hết là BOPC rồi, giới thiệu sản phẩm rồi thì nhưng mà đại khái là chúng ta có rất nhiều chủ đề video khác nhau rồi, nhưng mà chúng ta chưa có một cái nào gọi là review PC. Trước đây mình cũng review laptop rồi đúng không? Review PC như nào? Kiểu như là những cái PC mà lắp sẵn rồi ấy. Thì bình thường khi mà đã nói đến những cái PC lắp sẵn thì anh em sẽ nghĩ ngay đến những cái kiểu như là PC văn phòng này, rồi thì những cái PC siêu đắt tiền như kiểu mấy con Mac Pro ấy, mấy con Mac thùng rác ấy. Nhưng mà đây, thì em có thể thấy bên cạnh mình đang là một chiếc PC rất đặc biệt và mình xin giới thiệu anh em, nó chính là chiếc Zadak 511 và tên của nó là MOAB, mình không biết đánh bật nào. MOAB. Nói chung là Zadak 511 MOAB. Thì về cái thương hiệu Zadak này ấy, thì nó là một cái thương hiệu cao cấp của hãng Acer. Thế cho nên là họ sẽ tập trung thẳng vào cái phân khúc gọi là cao cấp high-end PC. Và điểm đặc biệt của Zadak đó là đội ngũ này thì họ luôn muốn làm ra những cái sản phẩm nó có tính là cơ khí. Những sản phẩm của họ mang tính cơ khí hoàn thiện rất là cao như cái con MOAB ở đây. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu rất nhanh cho anh em về chiếc PC này. Nếu như anh em đã biết đến những cái PC đồng bộ khác như Alienware chẳng hạn, thì sẽ thấy là nó là những cái máy có thùng máy to đùng này, xong rồi đèn LED RGB rồi các kiểu con đèo điểu, rồi RGB nữa. Nhưng mà dường như thì chiếc MOAB này sẽ đi ngược lại những kỳ vọng của anh em PC, đó là RGB rồi thì nước nôi chảy tứ tung. Anh em có thể thấy nó rất gọn gàng đúng không ạ? Và nếu như mà mình nói rằng chiếc PC này mang trong mình cấu hình có thể nói là mạnh nhất trên thị trường hiện nay thì có lẽ là ít người có thể tin được. Thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái cấu hình của nó. Nguồn thì mình cũng không rõ của hãng nào, nhưng mà nhìn xuyên qua đây mình thấy có con số 80V. Thì anh em nếu mà biết nhiều về linh kiện có thể đoán được 80V là cái thương hiệu nào rồi đúng không? Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái RAT 240 ở đây với hai cái quạt. Và họ không có cái tem quạt đây, nhưng mà mình có thể đoán được nhìn vào cánh quạt này, đây là quạt Typhoon. Thì cái quạt này nó sẽ cho tốc độ quay rất là cao và cái gió nó thổi ra thì đúng là như bão luôn. Quay sang mặt bên này thì anh em có thể thấy một cái main. Và nhìn thẳng từ ngoài này vào thì mình cũng không nhận ra đây là main nào, TFX hay sao ấy. Và có logo Asus đây, đây là main của Asus Z370. Và con chip của nó sử dụng là 8700K. Còn card đồ họa đây, không giống những chiếc PC bình thường là cắm card đồ họa ngang, thì đây họ đã đặt dọc nó ra và dùng một cái dây Razer để nối vào. Và cái card này là GTX 1080 Ti. Và họ đã thay cái plate tản nhiệt của nó rồi. Và điểm đặc biệt của chiếc PC này đó là cái hệ thống tản nhiệt nước, họ đi cực kỳ là gọn và mình cũng không hình dung được họ đi nước cái kiểu gì mà có thể giấu được một cách kỹ càng thế. Duy nhất để anh em nhận ra rằng nó sử dụng tản nhiệt nước chỉ là hai cái ống này thôi và cái rát tản nhiệt đằng sau. Vậy thì hai cái ống này nó cũng không phải là ống kiểu trong suốt mà nó là ống bằng inox. Vậy thì cái điểm lợi thế khi mà sử dụng toàn bộ kim loại này đó là nó sẽ có thể tản nhiệt ở khắp mọi nơi, nước chảy đến đâu thì sẽ được làm mát đến đó, và làm mát chủ yếu là ở phần rát tản nhiệt ở đây. Nhưng mà một điểm đặc biệt mà mình cũng khám phá được ở bên trong nó đó là chính giữa này nó sẽ có một cái tấm kim loại rất là dày và nước sẽ được chạy trong cái tấm kim loại đó để đến các vị trí khác nhau. Đây là cái bí quyết để khiến cho chiếc PC này có một cái độ mỏng khủng khiếp như vậy. Và mình không có nhiều từ để nói ngoài từ đẹp và chất lượng. Và với chiếc MOAB này thì phải nói đây là một tác phẩm cơ khí. Tại sao là tác phẩm cơ khí? Bởi vì nếu các bạn nhìn kỹ vào từng con ốc, các bạn sẽ thấy là họ đã gia công cực kỳ tỉ mẩn. Nếu mà tháo con ốc này ra, các bạn sẽ thấy là quanh nó còn một cái đai cũng được tiện CNC rất là kỹ và từng chi tiết ráp lại với nhau, không lộ ra bất kỳ một kẽ hở nào. Đây là cái điểm mà mình không nghĩ là có một hãng nào khác ngoài Zadak có thể làm được. Và bây giờ thì chúng ta hãy thử cùng cắm nguồn, sau đó bật nó lên xem nó sẽ như thế nào khi mà được bật lên nhé. Đấy, cắm nguồn rồi, bật nguồn lên. Và điểm đặc biệt ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái cách bật nó lên không giống như những chiếc PC bình thường. Chúng ta sẽ phải bấm nút nguồn đúng không ạ? Thì chiếc Zadak MOAB này chúng ta sẽ có một cái nút nguồn đặc biệt ở phía mặt trước này. Anh em thể thấy đây, cái phần này có chữ power này. Và mình sẽ vuốt một cái này nhá, vuốt một phát. Đó, anh em thể thấy là hệ thống LED RGB phía đáy đã được kích hoạt. Và quạt đã chạy. Đó, nút nguồn dạng cảm ứng, dạng vuốt. Và phía trước này chúng ta có một cái đồng hồ như kiểu đồng hồ trên mấy cái xe đua ấy. Và ở cái đồng hồ này sẽ hiển thị cái volt của CPU và cái nhiệt độ của tản nhiệt nước. Hiện tại nhiệt độ của nó khá là mát, 12 độ C, trong khi là nhiệt độ môi trường xung quanh nó nóng hơn rất là nhiều cái con số 12 này. Bởi vì sao? Bởi vì
nó tất cả bằng kim loại mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tạm thời để chiếc PC này ở một chỗ đã, và đến với một sản phẩm nữa cũng có thương hiệu Zadac 511 luôn. Và đây là một bộ kit gồm rất nhiều thứ, mình sẽ đi từng phần. Cái hộp này khá là to và cũng có khá nhiều thứ ở trong. Đầu tiên có một ngăn ở dưới này, khi mà rút ra anh em sẽ thấy một cái ổ SSD. Ổ SSD này cũng rất đặc biệt. Đây là ổ SSD Zadac 511 RGB, tức là sao? Có dung lượng là 256GB. Chúng ta có những cổng SATA 3 và cổng nguồn rất là quen thuộc ở đây. Anh em có thể cắm vào PC để sử dụng như một SSD bình thường. Nhưng mà nó lại còn có thêm cả cổng USB Type-C ở đây nữa. Và họ cũng tặng kèm chúng ta một cổng USB Type-C 3.0 để anh em có thể sử dụng nó như một cái ổ cứng gắn ngoài, rất tiện lợi. Và đặc biệt đó là cái ổ này nó còn có đèn LED RGB. Và cắm lên này, đấy, anh em sẽ thấy đèn LED nó sáng lên. Đó, chưa hết đâu, bây giờ mới đến phần thú vị này. Ở đây chúng ta có một cái hộp chỉ đựng găng tay thôi. Vâng, tại sao lại phải có găng tay ở đây nhỉ? Găng tay đen trông như kiểu là mình chuẩn bị sờ vào cái gì kiểu luxury, đồng hồ hay là đồ trang sức vàng bạc đá quý. Hình như vẫn còn một ngăn nữa chưa mở đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem ngăn này có cái gì. À, ngăn này có một cái dây để anh em có thể đeo thẻ hoặc là đeo chìa khóa. Cái dây này gọi là gì mình quên sử dụng rồi. Chúng ta có mấy cái sticker logo Zadac 511. Đây là sticker dán dạng bình thường, còn đây là sticker cái này gọi là gì nhỉ? Dán nhiệt, tức là anh em có thể để lên áo này xong rồi là phát thì nó dính vào ấy. Dán phát là thôi khỏi bóc luôn. Và chúng ta có tới 4 cái sticker dán nhiệt như này cơ. Còn gì nữa không? Hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở cái hộp này ra. Đấy, bên trong này có một cái cửa sập. Và đây, đây là bộ RAM Zadac. RAM này thì nó cũng chả khác gì RAM bình thường đâu. Ngoài cái chuyện là nó cũng được CNC nhôm rất là kỹ lưỡng, từng chi tiết một cực kỳ chính xác. Cũng là một tác phẩm cơ khí khác, rất là nghệ thuật. Và nó cũng có LED RGB ở trên này. Chúng ta có hai thanh và dung lượng mỗi thanh ở đây là 8GB. Vâng, xem bên dưới còn gì nữa không. Ở đây họ có dòng chữ Remove the EVA Form 4 via Glasses. Và một cái phụ kiện mình không ngờ tới, đó là một cái kính VR như kiểu Google Cardboard ấy, có cả hai thấu kính này, anh em có thể về tự lắp sau đó cho điện thoại vào xem. Hết rồi. Và đó là bộ sản phẩm Zadac RGB, một bộ sản phẩm rất là high end, rất là cao cấp. Và cái hộp con này có trị giá khoảng gần 10 triệu. Và chiếc PC này thì có trị giá khoảng hơn 100 triệu một tí thôi, không đắt lắm đâu. Anh em thấy sao về cái bộ sản phẩm này? Và nếu mọi người có thắc mắc gì muốn hỏi kỹ hơn, ví dụ như là Zadac là gì rồi thì nó chạy như thế nào gì gì đấy, thì có thể bình luận vào bên dưới video này. À quên, ở đây có một cái SSD Samsung 960 Evo NVMe dung lượng 500GB nhá. Và nếu muốn nâng cấp thì cái main này còn một khe SSD nữa M2, anh em có thể nâng cấp thêm. Còn mình nghĩ là nếu muốn lắp ổ cứng thì cũng hơi khó đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.